Hi, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình có mặt ở tầng 3 của siêu thị Eomore Tân Phú. Và bây giờ thì mình sẽ dạo một vòng ở đây để giới thiệu cho mọi người những cái nhà hàng với nhiều cái nền ẩm thực khác nhau. Cái nhà hàng đầu tiên là họ bán bò, lẩu nè, cơm bò, có cơm gà. Mình sẽ đi chậm chậm từ từ hết một cái cung đường này. Giờ này thì khá là vắng bởi vì vẫn còn sớm. Bình thường là khu này rất là đông vào tầm khoảng 5 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều. Ở đây là món gà. Ở đây họ bán sushi. Đây, quán Sushi Ki. Đây là một cái quán mà chuyên bán về các món ăn Nhật Bản. Nhưng từ khi mình tra từ điển thì là có nghĩa là niềm vui và niềm hạnh phúc gì đó. Không biết có chuẩn không. Cái quán ở đây họ thiết kế, bắt đầu họ trang trí cái không khí xuân. Bò nướng đá phong cách Nhật. Đây ăn thức ăn tự chọn 319.000. Hoàng Yến. Đây là họ bán thức ăn tự chọn lẩu ăn thỏa thích từ 199.000. Ở đây họ bán những cái món ăn truyền thống Việt Nam, bánh mì nè, phở nè, miến nè. Cái nhà hàng tên là Trống Cơm. Họ có mấy cái đồ dân gian họ treo ở bên trong. Bây giờ cũng có bắt đầu có người vào ăn ở mọi người. Cũng bắt đầu có khách rồi đấy. Chỉ từ 199.000. Tiếp tục, đây họ bán lẩu 319.000, lẩu hưu tôm. Một lát chắc mình vào đây ăn quá.
Đây, như các bạn mà ngán dầu mỡ thì vào cái quán này, Chen Can Cân. Cái quán này là cái sử dụng cái phương pháp là hấp thủy nhiệt Hồng Kông, tức là dùng cái hơi nước để mà làm chín cái thực phẩm bên trong. Rất là dinh dưỡng nha mọi người. Này, quán A Giỏi, quán này thì thường bán những cái món gà ta truyền thống, nhất là lẩu rất là ngon. Rồi cái bên là cái chuỗi nhà hàng Thai Express nha mọi người. Nhìn vào biểu tượng chú voi là biết đất nước của Thái Lan rồi. Mọi người thích món Thái thì hãy vào đây. Đồ nướng. Món ăn tự chọn chỉ từ 229.000. Doki, một cái chuỗi nhà hàng thức ăn rất là nổi tiếng, các món về Hàn Quốc, của Hàn Quốc. Đây có rau rất là rẻ hả? Rồi bây giờ thì mình sẽ kiếm một cái quán để ăn. Và ở góc kia họ có đặt một cái những cái ghế ngồi cho mọi người có thể vừa ngồi chơi vừa chụp ảnh rất là đẹp. Rồi bây giờ thì mình sẽ dạo một vòng cái khu bán đồ Tết. Ở đây họ có bán mấy cái gói quà rất là đẹp mọi người ạ. Có đầy đủ trong đó, bánh, mứt, kẹo, rượu. Đây. Ở đây họ bán thạch, đủ các loại thạch luôn. Bên kia là kẹo. Quá trời thạch. Kẹo quá trời ạ. Cái này đồng giá mà phải không em? Đây 10.000. Có 5.000. Đúng rồi. Quá trời. Bên kia là kẹo cao su hả? Quá trời, bên kia là mứt. Cái này rất là rẻ này. Ngoài thị trường mắc lắm. Cô bò xé sợi. Yeah.
cái này đậu Hà Lan. Dạ. Khoai lang vàng sẽ giòn. Rồi sau khi ăn no và dạo một vòng cái khu bán quà Tết thì bây giờ mình sẽ đi về. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.